Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Mazda sẽ đem CX-8 về thị trường Việt Nam. Sở hữu Mazda Class D trẻ trung, lịch lãm, sang trọng với giá từ 819 triệu đồng. Đó là những tin chính trong video ngày hôm nay. Mazda sẽ đem CX-8 về thị trường Việt Nam. Chi tiết Mazda CX-8 có thể về Việt Nam trong năm 2018. Mazda CX-8 là mẫu SUV đúng nghĩa với nhiều cải tiến đáng kể so với CX-5, hứa hẹn là mẫu xe bán chạy nếu về đến Việt Nam. Mazda CX-8 được ra mắt vào tháng 9 vừa qua và góp mặt tại Tokyo Motor Show 2017. CX-8 là một mẫu xe crossover lớn hơn CX-5 không nhiều, nhưng lại sở hữu tới 3 hàng ghế như là CX-9. Tại thị trường Nhật Bản, CX-8 được trang bị động cơ 2,2 lít SkyActiv Drive cho công suất 188 mã lực và mô men xoắn cực đại 450 Nm kết hợp với hộp số tự động 6 cấp của SkyActiv Drive. Khách hàng có thể lựa chọn hai phiên bản là dẫn động cầu trước FWD hoặc là dẫn động 4 bánh toàn thời gian với công nghệ iActiv AWD của Mazda. Chiếc xe có chiều dài 4.900mm, dài hơn 350mm so với CX-5, rộng 1.840mm và cao 1.730mm. Cả CX-9 và CX-8 đều có cùng chiều dài cơ sở là 2.930mm, tuy nhiên chiều dài cơ học của CX-8 ngắn hơn 175mm và chiều rộng lại ngắn hơn 129mm, nhưng lại dài hơn CX-5, CX-5 là 2.700mm. Xét về thiết kế, CX-8 lấy cảm hứng thiết kế khá nhiều từ CX-5 và CX-9 như hệ thống đèn pha dạng LED nhưng có hệ thống cảm biến thích nghi, thông minh, lưới tản nhiệt và đèn hậu dạng LED. Nội thất của CX-8 rất giống người anh em CX-5 như vô lăng, hệ thống giải trí MZD, màn hình cảm ứng 7 inch, hệ thống điều khiển khí hậu và cần số. Ở Mazda CX-8 có phiên bản tùy chọn nội thất 6 chỗ hoặc là 7 chỗ. Với phiên bản 6 chỗ, hàng ghế thứ hai sẽ được ngăn cách bằng một kệ tì tay cỡ lớn như những chiếc xe hạng sang, kèm theo đó là ghế ngồi hạng thương gia. Với hàng ghế thứ ba, dù không phải quá rộng rãi nhưng đủ cho những người có chiều cao 1m70. Phía sau hàng ghế thứ ba là khoang chứa đồ với thể tích 239 lít. Khi hạ hàng ghế thứ ba xuống, chúng ta có khoang chứa đồ lên tới 572 lít. Dưới sàn khoang hành lý còn có một ngăn phụ sâu 307mm để chứa những vật dụng nhỏ. Mazda CX-8 được trang bị hệ thống lái xe iActiv Sense của Mazda trên mọi phiên bản, bao gồm hệ thống hỗ trợ phanh thông minh khi chạy trong thành phố, đèn pha LED ứng dụng thông minh, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo điểm mù. Ông Hiroshi Inoue, chủ tịch Mazda Đông Nam Á tiết lộ CX-8 sẽ được bán ở các thị trường ngoài Nhật Bản, nhưng không nói cụ thể là ở khu vực nào. Mazda CX-8 đã được bắt đầu bán tại Nhật vào ngày 14 tháng 12 vừa rồi với giá 4,2 triệu yên Nhật, tương đương tiền Việt Nam là 650 triệu đồng. Sở hữu Mazda Class D trẻ trung, lịch lãm, sang trọng với giá từ 819 triệu đồng. Trước khi chúng ta tham khảo thông tin về xe Mazda 6 2017 đang có bán tại Việt Nam, chúng ta cùng tham khảo thông tin về xe Mazda 6 2018 sắp sửa xuất hiện trên thị trường Mỹ. Bất ngờ với giá bán của Mazda 6 2018, giá khởi điểm từ 499 triệu đồng. Nhà sản xuất Nhật Bản vừa công bố giá bán dòng sedan Mazda 6 2018 tại thị trường Mỹ là 21.950 đô la, tương đương 499 triệu đồng, dự kiến sẽ được bán ra tại Mỹ vào cuối tháng 4 năm 2018. So với giá bán của thế hệ cũ, Mazda 6 2018 tăng khiêm tốn 5 đô la. Bù lại, ở thế hệ mới Mazda 6 2018 được bổ sung thêm phiên bản, được trang bị động cơ tăng áp và có giá bán công bố từ 30.090 đô la. Về thiết kế, Mazda 6 2018 không có nhiều thay đổi so với thế hệ trước đó. Mazda 6 2018 bản Sport tiêu chuẩn với những trang bị như điều hòa không khí tự động 2 vùng, mở cửa và khởi động máy không cần chìa khóa, hệ thống thông tin giải trí, kết nối Bluetooth, camera lùi, kiểm soát hành trình và dàn âm thanh 6 loa. Về các tính năng tiện ích, Mazda 6 2018 được trang bị hiện đại như hệ thống phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ phanh trong nội đô, hệ thống đèn LED trước và sau và bộ hợp kim đa chấu kích thước 17 inch. Nếu muốn sở hữu xe an toàn hơn, khách hàng Mỹ có thể chọn gói iActiv Sense trị giá 625 đô la, khoảng hơn 14 triệu đồng cho Mazda 6 Sport 2018 bản sử dụng hộp số tự động. Gói này bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường,
đèn pha cảm biến bóng tối và cần gạt nước tự động. Ngoài bản Sport Mazda 6 2018 còn có bản Touring giá 25.700 đô la, khoảng 585 triệu đồng, được bổ sung thêm bộ vành 19 inch, ghế bọc giả da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế trước sưởi, cửa sổ trời chỉnh điện cũng như hộp số tự động 6 cấp. Tùy thuộc vào bản trang bị, Mazda 6 2018 có hai tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi lanh hút khí tự nhiên, dung tích 2,5 lít với công suất tối đa 187 mã lực và mô men xoắn cực đại 252 Nm. Thứ hai là động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 2,5 lít mới, sản sinh công suất 250 mã lực và mô men xoắn cực đại 420 Nm. Nếu dùng xăng cao cấp, động cơ này dành cho Mazda 6 2018 từ bản Grand Touring trở lên. Trong khi đó tại Việt Nam, hiện đang bán Mazda 6 2017 với giá từ 819 triệu đồng. Mazda 6 2017 được trang bị hàng loạt các tính năng tiên tiến như hệ thống an toàn cao cấp, iActive Sense, kiểm soát gia tốc GVC với giá từ 819 triệu đồng. Theo đó, ra mắt thị trường khá lâu nhưng Mazda 6 2017 vẫn tạo được sức hút trong phân khúc sedan hạng D với mức giá hấp dẫn cùng nhiều tính năng cao cấp tiên tiến. Cụ thể, công nghệ đèn LED hoàn toàn mới trên Mazda 6 2017 chính là một trong những điểm nhấn đầu tiên nhờ hiệu ứng ánh sáng sắc nét, thiết kế đặc trưng và hiệu quả hơn so với các loại đèn truyền thống trước đây. Cụm đèn trước bên cạnh chức năng bật tắt đèn tự động, cân bằng góc chiếu sáng theo tải trọng và mở rộng góc chiếu sáng khi đánh lái, Mazda 6 2017 còn được trang bị thêm chức năng hoàn toàn mới là công nghệ đèn LED thích ứng thông minh Adaptive LED Headlights, hay còn gọi tắt là ALH, là hệ thống đèn LED có khả năng tùy chỉnh độc lập và linh hoạt các vùng chiếu sáng, giúp người lái luôn có tầm quan sát tốt nhất, đồng thời không gây chói mắt cho phương tiện di chuyển phía trước hoặc đang đi ngược chiều. Cùng với đó, Mazda 6 2017 là mẫu sedan đầu tiên trong phân khúc hạng D được trang bị hệ thống điều khiển trung tâm Mazda Connect. Hệ thống bao gồm màn hình cảm ứng 7 inch, tích hợp cụm núm xoay điều khiển độc đáo, màn hình hiển thị đầy đủ các thông tin về khả năng vận hành, hệ thống giải trí, danh bạ được đồng bộ từ điện thoại và hệ thống định vị GPS. Với độ phân giải cao, chức năng cảm ứng đa điểm không những giúp cho người lái thao tác dễ dàng nhanh chóng mà còn rút ngắn thời gian điều khiển, qua đó nâng cao sự tập trung khi lái xe. Ngoài ra, Mazda 6 2017 mang đến một không gian nội thất đầy tiện nghi với các trang bị cao cấp như nội thất bọc da Nappa cao cấp, tăng thêm sự sang trọng và thoải mái khi bước vào xe. Lấy chuyển số được tích hợp trên vô lăng giúp người lái chủ động hơn trong điều khiển xe. Mazda 6 2017 còn được trang bị hệ thống phanh tay điện tử, hệ thống màn hình hiển thị thông tin Active Driving Display giúp hiển thị thông tin ngay tầm mắt, bảo đảm an toàn khi lái xe, hệ thống âm thanh vòm 11 loa Bose âm thanh chất lượng cao, sống động và chân thực, hệ thống giải trí DVD kết nối USB Bluetooth. Mazda 6 2017 cũng là mẫu xe đầu tiên của Mazda được trang bị hệ thống kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control, GVC, bước đột phá của Mazda trong việc nâng cao sự ổn định thân xe nhằm mang đến sự thoải mái toàn diện cho người sử dụng. Hệ thống GVC dựa vào các thông số vận hành như góc đánh lái, vận tốc xe để kiểm soát hoạt động của động cơ, từ đó điều chỉnh mô men xoắn phù hợp và hiệu quả. Hệ thống GVC chủ động hỗ trợ kiểm soát tốc độ của xe, giúp cho sự thay đổi gia tốc diễn ra không quá đột ngột và bất thường, nhằm nâng cao sự cân bằng của người ngồi trong xe. Ngoài ra, Mazda 6 2017 còn được đánh giá cao nhờ hệ thống an toàn cao cấp iActive Sense, hệ thống liên tục cập nhật các thông tin xung quanh xe và nhanh chóng cảnh báo các tình huống nguy hiểm, giúp người lái luôn chủ động và kịp thời xử lý. Với những ưu thế về kiểu dáng, trang bị tiện nghi cao cấp, công nghệ vượt trội, Mazda 6 2017 là sự lựa chọn hấp dẫn đối với những khách hàng trẻ tuổi thành đạt, sở hữu giá bán với giá từ 819 triệu đồng. Phù hợp với những tiện ích mà chiếc xe mang lại và đáng để cân nhắc khi lựa chọn một chiếc xe hơi trong phân khúc sedan hạng D tại thị trường Việt Nam. Các bạn đang xem video trên kênh Dazzle Vina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa đẹp mắt và sắc nét. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để ủng hộ cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn ngày mới tốt lành và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.